À, rồi hello anh em, tiếp tục em lên mẫu xe Honda CD125 nè anh em. Con này CD125 đầu 10 1967 nha anh em, data 1967. Đó, anh em à, nó còn được mệnh danh là 67 bự nha anh em. Đó, hàng đồ cổ cho anh em sưu tầm chơi ha. Đó, về con xe này khá chất nha anh em, chất zin khá đẹp. Đang về đã, hiện tại là đang vô dầu anh em. Anh em nhìn sao nó còn nước 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 nè. Đang vô dầu nha anh em. Vừa về tới em cho vô vô dầu xương qua cái vô dầu lấy ga cho nó nhả cho nhìn đẹp chất xe lắm anh em. Đó, không rửa. Cứ về cứ vô dầu đi, mấy con xe gỗ gỗ chắc chắc này vô dầu trước đi rồi tính gì tính nha nè. Đó, capo đẹp không? Đó, data 1967 nha anh em. 67 bự. Đó, 125. Đó. Ở nhà còn cặp bẩn CD nữa anh em. Ở đâu mà cứ gá thử anh em. Xe này giờ là không còn bẩn, mấy con xe này giờ cho anh giờ không có bẩn đâu anh em. Nó sẵn ở nhà còn cặp bẩn mà nó vàng vàng nè, đúng chất cổ luôn á. Nó đưa vào ha. Gắn vào một cái như kiểu như nó sinh ra đã thuộc về nhau anh em. Những con này anh em về chuyên bài sưu tầm đúng bài ha. Và em bán cái giá công khai cho anh em luôn là 45 triệu nha. 45 triệu nha nè. 45 triệu nhằm khi anh em nói chờ chờ mấy con CD cổ này mà bằng con CD Bentley nữa. Những CD Bentley đầu 15 bán 43 45 triệu. Con này bán 45 triệu đầu 10 nha anh em. Đầu 10 1967 nha, nó giá trị theo thời gian nha anh em. Đó, tiếp anh em đam mê sưu tầm ha. Kiểu về chuyên quán cà phê này kia đồ à, chơi sưu tầm ở nhà là nó đang chơi CD nhiều quá mà chưa có 67 bự kìa. CD 125 đầu 10 1967 đó nè. 1967 1968 á. Đó anh em tham khảo dòng CD thì biết ha. Đó nhìn thùng xăng nhìn cưng không? Đúng bài kêu mệnh danh là 67 bự mà nên. Đó đào tè 1968 cặp bồ quá đẹp. Máy là máy zin nha, bao này máy zin. Máy zin êm nha anh em. Đó 1967. Nè. Đồng 10 nè anh em, CD 125 đồng 10. Đó về vô dầu nè, con dầu dầu nó mới xịt vô. Cái nước dầu cho nó thấm cho nó nhả và cái xét đồ ra từ bụi kho mà anh em. Đó 1967 nha, anh em thích sưu tầm những xe cổ cổ chắc chắc về chơi nè. Đó bẩn đâu mà cặp bẩn vàng mỡ gà này đúng phơm cổ luôn nè, kiểu như sinh ra là thuộc về nhau rồi nữa chắc không. 45 triệu anh em là thích nên sưu tầm những cổ cổ nè. À, con này về mấy cánh chim này nó không còn đâu nè, về mình kiếm cặp cánh chim bỏ vô thằng này, vô cặp cánh chim của thằng CD Bentley được không ta, chắc được mà. Vô thì nó liền xe lại liền. Xong 7 bự. Thùng xăng quá đẹp anh em. Dòng này là dòng cho anh em sưu tầm ha. Mà máy con này chạy cũng ok nha anh em. Máy zin nha, bao anh em máy zin nha. À, để em nổ máy cho anh em luôn. Còn xăng không nữa. Ê quên, bật chìa khóa nè. Bật chìa khóa nằm bên đây nè. Chìa khóa lên nè. Máy là báo dữ, máy báo zin nha. Hai tiếng đặc trưng hai máy. Bùm 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 của dòng CD à. Quá độc. Đi mấy con CD phái mấy cặp bôn gì nữa nè. Mấy cặp bôn mà dạng như bắp chuối vậy nó nổ đã hơn mấy con CD đời mới. Mấy CD Bentley á. Nổ đã hơn mấy con Buick. Quá độc, anh em nào thích xe cổ cổ nè, hai kính zin nha, nè
xem sao ăn đàng hoàng nha em. Máy là máy xin. Và vừa vô dầu anh em nói ở sao xe còn dơ dơ. Mới vô dầu anh em. Dài ha, những con này nè. Anh em vô dầu, vô dầu sạch sẽ rửa qua ha. Đánh bát lên. Đánh bát lên là bao tươi nha anh em. Sơn zin này nha. Xe sơn zin chạy chỉ nha anh em. Chứ phải sơn lại nha nè nè. Anh em nhìn sơn zin đó nè. Sơn zin mới vô dầu chứ sơn lại thì vô làm mẹ gì nữa anh em đúng không? Nè, chạy chỉ lại em. Giờ đánh bát lên là bao tươi. Đó, đồng hồ bao đẹp. Nổ ghê không? Quá chất. CD125 đầu 10 1967. Mệnh danh là 67 bự nha anh em. Đó, những cái con mà CD đầu cổ cổ á, nó hay cái là hay cái này nè anh em. Nhìn là chắc chắc liền. Cái cổ bô nó, chỗ góc bắt cổ bô nè. Nó xài hai cái dòng xe này tả không? Nhìn chắc không? Cổ này nè. Máy là bao máy xin nha. Tại em đang vô dầu nè. Máy này rửa ra hơi bị đã. Chất zin khá đẹp. Anh em nào thích chơi con xe trưng bày nè. Đang anh em mà đang chơi sưu tầm những CD ha. CD 25 Bentley rồi, chơi con này về nè. Chơi con này dài dựng chung mấy anh đó mới đọc chứ anh em. CD Bentley thì rất là nhiều nha anh em. CD 67 bự này nè. 67 bự mà được mấy con đẹp 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 anh em. Đúng không? Chất zin là khá đẹp. Xe là điện đời ok nha anh em. Mà cái bình nó bị yếu, bình này bình xài bình 6. Bình 6 này khó mua quá nè. Sạc vô vấn đề bình thường. Cho nó nổ máy chút lại sạc vô anh em. Xi nhan nè. Xi nhan sau nè. Đó. Xi nhan trước nè. Để em bật đèn cho anh em luôn. Đó, đèn nè. Rồi, càng nó bị mát hay vậy anh em. Đèn đầy đủ nha anh em. Bình yếu rồi, bình 6 nha. Con này xài bình 6 nha anh em. Bình 6 nha anh em, về muốn đầy mua bình 6 bỏ vô, đừng bỏ bình 12 nha. Bỏ bình 2 đầy cái quéo luôn á. Bỏ bình 2 vô đầy cái quéo cũng quen luôn, chơi gọi luôn anh em. Ôi mà mấy con này về chủ yếu anh em lâu lâu rồi lo ra chạy gặp hơi thôi chứ cũng có chạy nhiều đâu anh em. Những con này chạy cà phê với mấy anh mà mấy anh kia chơi CD Bentley 125. Mình chơi CD đầu 10 mà 67 bự này nó mới chất anh em. Đó, anh em chơi CD 125 Bentley. Đâu mới vô họ mà Bentley 125 với nhiều qua cũng anh chạy CD ha. Chơi 67 bự này chạy đi chung cái hơi bị đập á. Tại vì CD nó chụm với nhau rồi. Thằng này được mấy con anh em đúng không? Quá chất. Phơm dán độc độc 67 bự mà 45 triệu nha nè. 45 triệu xe nội địa Nhật về nha. Xe trơn cái này anh em đừng hỏi sang tên đăng ký thủ tục có vậy không ha. Đó, và vấn đề giấy tờ anh em tự lo nha. Về vào giấy hay trưng bày đó tùy ý anh em. Ồ, máy là bao máy xin. Máy nổ chắc không? Nổ đá nè. Nổ bùm 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 bùm. Sướng tay nè. Đó.
về là chỉ vô dầu bóng 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 vậy đó. Vô dầu rồi quay lên cho anh em thôi, anh em nói ở xe sao không sạch sẽ, không bóng vậy chứ. Tại đang vô dầu nghe anh em nè. Đánh bát là bao đẹp nha. Sơn zin mà. Mấy thằng sơn zin đánh lên ác lắm anh em. Nhất là mấy thằng màu đen này nè. Để em tắt máy em đài thử á. Coi vô điện cho nè. Trời, cái bình bị yếu rồi anh em ơi. Bình này quá yếu điện rồi. Quá yếu điện rồi anh em ơi. Thôi về mua bình khác thả vô nè. À, bình xăng con. Không xăng lớn nữa, có hai đường xăng bên đây với cái đường xăng bên kia luôn anh em. Mày cái hơi gì vậy? Ủa hơi đầu máy. Hơi đầu máy để đâu đây ta? Mấy con này rửa ra mới sướng nè. Anh em chơi dưới này ha. Rất nhiều lấy cọ rửa là bao tê. Còn liền ghê không? Mấy cái nấm dặn, mấy cái nắp cớp nè. Tính zin rồi nè. Zin nè. À. Máy chắc không? Máy là báo zin. Rồi, anh em nào quan tâm về cái dòng Honda CR 125. Đó, đầu 10 nha, data 19607 nha anh em. Đó, sơn zin, máy zin. Phun bẩn kính nha. Máy móc ghi máy nè nè. Đó, về anh em chuyên bài thì đó thì anh em ha, giá bán công khai cho anh em luôn là 45 triệu nha, không biết công bao ship nha nè. Đó, anh em quan tâm thì cứ con hoặc kết bạn Zalo với em 0832354148 nha anh em. Đó, xe mình là xe đi Nhật và xe trơn nha. Vậy anh em chuyên bài hay chạy cà phê tùy ý nè. Rồi anh em quan tâm thì cứ alo em. Cảm ơn anh em đã xem video luôn nha, quá chất anh em.